cựu tay đua người Đức 44 tuổi, đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Grenoble, phía đông nước Pháp. Schumacher được cho là đã bị ngã và đập đầu vào một tảng đá khi đang trượt tuyết cùng với con trai 14 tuổi của mình tại khu nghỉ mát hạng sang Méribel. Ngay lập tức, anh đã được đưa bằng máy bay trực thăng tới một bệnh viện địa phương và một giờ sau đó được chuyển tới bệnh viện tại Grenoble được trang bị tốt hơn. Một bác sĩ phẫu thuật não và một chuyên gia từ Paris đã được đưa đến Grenoble để giám sát và điều trị cho Schumacher. Schumacher đã nhập viện vào chiều tối qua sau một vụ tai nạn trượt tuyết. Anh ấy bị một chấn thương não nghiêm trọng và đang ở trong tình trạng hôn mê, cần phẫu thuật thần kinh ngay lập tức. Hiện Schumacher vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Giám đốc khu nghỉ mát Méribel cho biết khi xảy ra tai nạn, Schumacher có đội mũ bảo hiểm và ông không thấy có dấu hiệu nào cho thấy chấn thương đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, sau đó Schumacher đã rơi vào trạng thái hôn mê và các bác sĩ lo rằng tình trạng của Schumacher tệ hơn những chuẩn đoán ban đầu. Bệnh viện cho biết cảnh sát được bố trí bảo vệ tại lối vào của bệnh viện, trong khi các nhà báo và người hâm mộ của tay đua huyền thoại này tụ tập bên ngoài chờ tin tức về sức khỏe của anh. Schumacher hiện đang sống cùng gia đình tại Thụy Sĩ. Anh sở hữu một khu nghỉ mát ở Méribel. Schumacher sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 45 của mình vào thứ 6 mùng 3 tháng 1 tới.